Chào các bạn, như các bạn đang thấy đây là cái công trình cửa nhôm Sinfa mới nhất mà mình đang thi công. Các bạn thấy là cái phía bên tay trái là cái căn nhà mình đã thi công cửa nhôm Sinfa, và toàn bộ lan can rồi cầu thang kính mình đã làm xong. Và một điều rất vui mừng là cái nhà kế bên là nhà hàng xóm, họ thấy cái dàn cửa nó đẹp, bắt mắt, họ cũng đặt nhu cầu và thay toàn bộ cái dàn cửa sắt cũ từ cửa mặt tiền cho đến cửa sổ thành cửa nhôm Sinfa thì mình đang thi công luôn. Thì ở như cái nhà mới ấy, thì các bạn thấy cái điểm nhấn của nó là cái dàn cửa sổ cửa nhôm Sinfa này, họ thiết kế cái kiểu nó rất là đẹp và nó tạo ra một không gian nó rất là thoáng. Bởi vì cái cửa sổ nó có một cái góc vuông và mình sử dụng cái cây bua để làm ngay cái góc đó, nó rất là đẹp. Và toàn bộ cửa ban công, lan can kính cường lực, các bạn có thể quan sát thấy nó rất là bắt mắt, rất là đẹp. Ở đây thì mình làm toàn bộ cửa nhà vệ sinh cho đến cửa phòng, rồi cửa mặt tiền, cửa sổ, mình làm toàn bộ bằng nhôm Sinfa cao cấp. Phía dưới này là cửa bốn cánh, mình đã làm xong. Và rất mừng là cái anh hàng xóm anh đã thấy cái dàn cửa nhôm nó rất là tuyệt vời và anh đã đặt vấn đề thay toàn bộ cái dàn cửa của nhà anh. Và hôm nay thì mình lại đang thi công tiếp căn nhà kế bên các bạn ạ. Căn nhà kế bên này thì mình, các bạn có thể thấy là cái dàn cửa bốn cánh này mình sử dụng bắn lè, nó là bắn lè lá thép, nó rất là đẹp và chắc chắn, nó không bị phô. Các bạn thấy đây là cái dàn cửa bốn cánh thì sau khi mình lắp kính vào thì các bạn thấy nó rất là hầm hố và nó rất là đẹp. Các bạn thấy cái cửa này thì cái bán lè của nó là nó mình sử dụng nó rất là thẩm mỹ. Nó không bị phô, không bị cục so với một số cái cửa mà chúng ta thường thấy. Thì ở đây mình sử dụng keo sám để mình bắn kính với nhôm để cho nó có thể nói là nó đồng màu với cái màu nhôm này, thì nó tạo ra một cái viền nó rất là đẹp. Còn đối với cái xung quanh tường thì mình sử dụng keo silicone sửa để mình xử lý xung quanh tường với khung bao nhôm, thì nó sẽ tạo ra một cái đường viền điểm nhấn nó rất là đẹp mắt. Thì hôm nay cái công trình nó rất là bận rộn và thời buổi dịch Covid nên mình tranh thủ mình làm để hoàn thiện cho cái nhà, nên mình hôm sau mình có thời gian mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết làm các cái dạng cửa nhôm hệ Sinfa này. Cảm ơn các bạn đã xem video, cảm ơn các bạn rất nhiều.